Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí là cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy qua các thời kỳ. Bí thư Thành ủy cũng đã thông tin nhanh về tình hình thế giới, khu vực, những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Đà Nẵng trong năm 2020 và khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống khắc phục hậu quả bão lụt. Nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trong sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn các cán bộ quân đội tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết xây dựng thành phố, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đồng thuận với các quyết sách lớn của thành phố, cùng các cán bộ đương chức đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Tại buổi gặp mặt, các sĩ quan quân đội cấp tướng đã nghỉ hưu bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục đồng lòng chung sức đưa thành phố vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố phải thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng của người dân.